Nó quăng anh ơi, em có test gì bọt rồi. Em có test gì bọt, giờ nó báo anh thay bình xăng nha. Nó rất là nhiều áp lực. Áp lực nó đến từ nhiều phía nữa. Mà nổi cái xe không à. Anh tốn rất là nhiều giấy mực, anh tốn rất là nhiều công sức, tốn rất là nhiều tâm trí, tốn rất là nhiều thời gian. Thậm chí mấy thằng nhóc của anh nó cũng tốn thời gian, nó quay vlog, quay video, các kiểu mệt thấy bà nội luôn. Kim Kha, lái xe an toàn. À, xin chào các em đến với chương trình vlog của Như Nguyễn. Năm nay năm gì mà anh xui quá mấy em ơi. Tháng cô hồn mới lấy con mẹt về hôm kia. Xong rồi cái mình ngồi á, mình làm cái video mình review lại con mày sửa đẹp hay sửa xấu. Up lên mạng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ 100 mấy chục view luôn ông nội. Wow. Bay vô. Ủa lộn, 100 mấy chục ngàn view. Xong rồi bay vô coi comment sao, nó chửi không trượt phát nào hết trời trời. Nó có hai loại người mấy em, một thì chửi mình. Nó nói mình là láo, nó nói mình nổ. Nó nói là tiền do ông có nội để lại mua mẹt 7 tỷ thôi, giờ mua xe gì mới đó, nó đúng. Đó là đối tượng nó bỏ một bên đi hen. Xong đối tượng thứ hai nó ha ha đáng đời mày nè con, đồ các kiểu ABC đà điểu đồ, mình bị xe mà nó cười. Mình bị hư xe mình tốn tiền mà nó cười. Đời mà nhân tình thế thái nó không vậy đó mấy em. Khoan nói tới chuyện bảo hiểm, khoan nói tới chuyện mẹt, khoan nói chuyện này nọ chuyện kia chuyện nọ. Bỏ qua một bên đi, làm cái clip về. Xong má thánh nó sôi tới cái này nè mấy em. Nó sôi tới ủa sao anh Di ơi, cốp anh Di sao cái cốp của anh Di bên hở mình khích vậy. Trong nó sôi ra luôn mình không biết luôn ba. Trời ơi, mình review cái xe mà không biết bên hở mình khích luôn. Nó sôi ra bên hở mình khích cái điện thoại lại hãng. Đây mà sửa xe tao cái gì bên hở mình thích vậy. Giờ bữa đó em quên buồn ngủ quá, em dặn chưa kỹ lắm anh, em sửa rồi. Cái nó tao lại mày. Mày lỡ mày có buồn ngủ mày ghé tao cho mấy hũ súp uống nè con. Mày uống đi mày dặn xe tao cho đàng hoàng chút xíu. Mày làm ăn cái gì đâu á, mày để vậy tao lên tao review một phát một cái bể cả nồi luôn. Nó nói à mẹ sửa dở này nọ kia ABC đồ các kiểu coi thêm. Này nó mới hài mấy em. Tới thằng nhân viên của anh. Thằng nhân viên khốn nạn mới có đi học không, cô giáo đai gì đó viết chữ Maybach. Maybach sai tên thương hiệu xe tao luôn. Đủ nó xôi tìm cái nữa, nó kêu tao đuổi nhân viên nó đi. Rồi tính sao giờ có đuổi không đuổi. Nó thằng đó cũng dựng cho anh nhiều clip cũng nhiều view rồi đó. Mà bây giờ nó sai cái lỗi Maybach với Maybach. Bách là bách thường thôi, nó Maybach. Ủa làm như anh bây giờ là anh có thù với xe hay sao á, hay là xe nó có thù với anh hay gì đó. Mà bây giờ cái niềm tin vào mẹ trong anh nó đang dao động nha mấy em. Bây giờ mẹ thằng Ferrari tới tán phát yêu luôn á. Thiệt á, chán thằng mẹ dữ lắm luôn rồi đó. Chán tới cực độ luôn. Biết vụ gì không? Cái xe mới sửa xong giờ hư nữa. Nó nằm bệnh viện nữa rồi. Biết hưởng gì không mấy em? Kể nghe mà nó sốc hàng nữa thôi nè. Xe đang chạy lon ton ngoài đường, mở ra thấy kim xăng 0% hết hồn má ơi. Chết mẹ rồi, thằng chó nào rút xăng tao vậy? Tại vì xe ngày trước anh đổ 100%. Đó, chạy qua nhà, chạy qua đi chơi với con bồ mới có bữa hai bữa mà đi gần không đâu. Không có đi Hồ Tây mấy em. Đi gần xích đây hả, Sài Gòn không có Hồ Tây nha. Nó cũng đâu có nhúng nhảy gì đâu mà nó tốn năng lượng. Vậy mà nó báo kim xăng không cái hết hồn đó, khốn nạn cấp xăng hả? Hay là bình xăng bị lủng? Nó sợ bình xăng bị lủng. Xong mà tấp vô, tắt máy đề lên, kim xăng vẫn không nữa. Hết hồn luôn mày ơi. Nhưng mà tôi nhớ chắc chắn á là xe nó còn xăng. Nhưng mà giờ nó vậy đó. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó đó thì đáng lẽ là anh phải chạy đi kiếm cái xăng đổ liền đúng không? Nói cho mày nghe vẫn một cái quan điểm đã cũ. Vẫn một cái câu quan điểm đã cũ mà chính như người như anh nè. Mới gọi là cái sự thấm thía. Mình bỏ nhiều tiền ra mình mua xe, mình tốn nhiều tiền để mình sửa xe, đúng không? Nhưng mà mình gọi là cái xe hơi ở Việt Nam á, nó được đối xử quá bèo bọt. Yes. Đối xử quá bèo bọt. Cái này mày chửi tao chịu rồi. Chứ tao không thể nào tao khen được hết á. Chạy trên con đường quốc lộ 1A không có cây xăng nào hết. Oh, no. Một đoạn đường dài không có cây xăng nha mấy em. Muốn có cây xăng phải quẹo bên kia đường. Trời ơi nó chán gì đâu luôn á, thiệt sự luôn á. Vậy thì lúc đó mà xe bị hư cái nữa là cứu hộ xiềng rồi. Đúng không? Mà cứu hộ trong một đêm trời tối tối như vậy, mà trong cái hoàn cảnh như vậy, nghĩ tới là thôi đã sốt rét rồi. Thì bây giờ nó tạo cho mình cái cảm giác là không biết lúc nào trong bình xăng nó còn xăng hay hết xăng. Bạn hiểu không? Bây giờ tôi đổ xăng đầy bình nó vẫn báo không. Tôi chạy chút xíu nó cũng báo không, nói chung nó báo không hoài luôn. Đó. Nó báo không bên kim xăng nó có tấm hình đó, nó không có nhảy phát nào hết. Xong bữa nay đem lên hãng mẹt kiểm tra. Kiểm tra xong biết sao rồi thương cốt cuộc biết nó quăng cho mình gì không mấy bạn. Nó quăng anh ơi em có test gì bọt rồi. Em có test gì bọt, giờ nó báo anh thay bình xăng nha. Thay bình xăng nha. Nó quát đại heo. Tại sao thay bình?
Nó là tại vì nó báo sai thai thôi. Nhưng mà cái vấn đề á, anh không phải là dân kỹ thuật, anh cũng không quan tâm là mày và kỹ thuật, nhưng mà anh chỉ quan tâm, anh quan tâm như nè, tao mua mày hai con mẹt, đúng không? Tao mua mẹt cóc với mẹt xịn. Mà con mẹt cóc á, anh mua từ năm 2006 tới bây giờ là 4 năm. Con mẹt xịn anh mua từ năm 2008 tới bây giờ là coi như 2 năm đi. Tại sao cái con cóc mà nó 4 năm mà nó chưa hư, mà cái con xịn mà mới có 2 năm nó hư? Phép ai biết, nó báo hư em thay thôi. Ôi chứ mày gara mà không biết sửa hả? Cái nó nói gì cũng thay trơn vậy. Cái nó nói là bây giờ á, trong cái tài liệu kỹ thuật á, là nó nói là nó đang báo là hư cái phao xăng. Nó nói vậy thôi, là nó trong bình xăng qua nó đóng cặn gì không biết nữa. Ý nó nói chắc anh đổ xăng ở ngoài thị trường là xăng giỏm á mấy em. Xăng mà xăng giả, xăng gì đó, xăng giỏm, nó nói vậy. Xong giờ đóng cặn gì đó. Thì nó nói nó đóng cặn thì giờ mày thò tay cho mày bóc cặn ra. Cái đó không phải anh. Cái thằng mẹt để làm cái bình ngộ lắm. Nó làm cái bình nó đi cái cục kìa, không có tháo rời linh kiện được, mà nó cũng bán linh kiện luôn đó anh. Giờ tao không biết nó nói thiệt hay nó giả đó mày, đúng không? Nghe nó vô lý cực kỳ luôn á. Trong khi á, cái xe của anh là xe xịn, anh lập lại lần cuối Mercedes 7 tỷ. Đó, mà cái con kia là Mercedes 2 tỷ 7. Mà cái con 2 tỷ 7 đi 4 năm rồi, chạy gấp 3 lần con này luôn, gấp 3, gấp 4 luôn chứ phải. Con kia là 40 mấy ngàn cây rồi. Con này chưa được 20 ngàn cây nha mấy em. Con mẹt trắng của anh chạy rất ít. Có khi 2-3 tháng đóng bụi luôn không chạy mà. Chưa được 20 ngàn cây. Mà bây giờ nó nói là anh thay bình xăng. Ví dụ như nó nói anh thay cái phao xăng, cái kim xăng thì nghe nó còn có lý. Đúng không? Nguyên tắc hư gì tao thay đó chứ. Đúng không? Nguyên tắc hư gì tao thay đó chứ. Tự nhiên giờ mày bắt thay nguyên cái bình. Đó. Mà cái bình hỏi nó giờ, hỏi chơi mày luôn á. Bình giờ nhiêu tiền nó luôn đi. À, cái bình này nhập về là 90 triệu. À, chưa thuế, chưa phí thay nha anh. Vậy thì thuế phí nữa chắc lên tiền trăm rồi. Yes. Đúng không? Cái bình không mà nhập về 90 triệu mày tính thuế tiền phí vô nó chắc tiền trăm, không biết là 100 hay là 200 nữa. Trời đất ơi, tao mới vụ kia hết 300 rồi nha. Cái này là cái nó tức mấy em, nó liên quan luôn. Nó có nhiều cái vấn đề là bức xúc. Thí dụ như bây giờ tao hỏi mày cái bình xăng nằm chỗ nào? Đúng không? Cái bình xăng nó nằm ở bên hông cốp. Rồi kỳ trước mày cũng thay cốp cho tao, mà kỳ trước bình xăng tao chưa hư. Rồi bây giờ tự nhiên mà thay cốp mà trả xe tao, bình xăng tao hư, tao nghĩ sao đây? Đúng không? Có thể là trùng hợp, nhưng mà có thể nó cũng không trùng hợp. Thí dụ như mấy em làm, mấy em thay nghĩ sao, tức không? Nó quá ư là bức xúc, mà nghe là rất là bực mình và rất là buồn luôn á. Vậy tao hiểu sao đây? Vậy tao hiểu ăn mẹt mày cù bắp, thằng mẹt mày nổ. Đúng không? Mẹt xịn, mẹt 7 tỷ kỷ ba. Chạy bình xăng mới có nhiêu đây, chưa được 20 cây nữa bắt thay cái bình luôn. Anh đánh giá chất lượng dịch vụ vậy được không? Anh là chủ xe mà. Nhưng các bạn thấy sao? Nhân viên của hãng á, báo anh á, là chưa có quyết định cuối cùng. Để đó kiểm tra và hội chẩn. Xong rồi kìa, tìm phương án giải quyết sao cho nó gọi là nó nhẹ nhàng hơn. Chứ mà bản thân anh hỏi thiệt, bản thân mày sửa xe mà anh mày thấy bắt thay nguyên bệnh vô lý không? Nó vô lý à? Em thấy cũng vô lý thiệt, nhưng mà anh giờ nó vậy em biết sao? Thì mày không biết sao tao biết sao? Nên giờ bây giờ nguyên nhân cái đó nó hư như thế nào cũng chưa biết nữa. Nói chung nó tóm lại, mình là chủ xe thì mình có tâm trạng của mình có sự suy nghĩ của mình, đúng không? Nói chung không có rên mẹ gì đâu, không có gì phải rên. 90 triệu hay là 100, 200 triệu gì á, thích thì chơi thôi. Đó, nhưng mà là cái gì nó cũng phải có tính chất hợp lý, đúng không? Cái câu chuyện của Duy Nguyễn trải qua đây á, thì phần lớn các bạn không biết. Bạn đồng ý tôi không? Các bạn có mẹt đâu các bạn biết. Thì các bạn nghe câu chuyện của tôi để bạn thấy và bạn có kiến thức, để sau này bạn đối phó với câu chuyện của bạn. Thì có phải là nhờ tôi bạn có thêm kinh nghiệm không? Vậy thì mua shop đi. Đúng không? Ví dụ mà bạn muốn biết cái số 90 triệu của tôi nó lớn hay nó nhỏ, giờ tôi bán shop ra nhiều thì bạn mua đi. Thì vì cái lỗi này nó làm sao? Cái lỗi này chẳng qua là cái kim xăng nó không nhảy thôi. Bây giờ xăng trong bình có chạy ngàn năm sau cũng không hư nữa. Kia nói anh vậy mà thấy cũng đúng. Đúng không? Bây giờ chẳng qua tao chạy tao biết khi nào hết xăng thôi. Chứ còn hả tao chạy hoài luôn. Vậy thì nếu mà mình quyết định mình thay cái này trong giai đoạn này là dở. Đúng không? Theo anh thấy dở, cầm xe về chạy liền luôn. Phải thiết gì trên mệt quê rồi. Anh tự ái rồi, nóng rồi. Đó, cầm xe về chạy luôn, hết xăng đổ 3 ngày đổ 1 lần. Chơi vậy đó, chơi lại về được không mấy em? Xong rồi quăng ra ngoài gara. Đồng chí nào sửa được cho tôi cảm ơn, rồi lại sửa. Còn đồng chí đó báo Nguyễn Thai Nguyễn Bình luôn hả? Thôi dẹp luôn. Trời đất ơi, chứ anh nghĩ anh nghe cái chuyện mà thay cái bình xăng là anh sốc tới ốc luôn á mấy em. Không thể nào mà cái xe nó mới như vậy. Đúng không? Chạy ít như vậy. Đó. Mà bây giờ á, ngày nó đùng một cái trong bất ngờ,
trong ngỡ ngàng một phát một kêu thay bình xăng. Vì nó cũng phải có sự báo cáo lộ trình này nọ đỏ đen vàng đồ, anh ơi bình xăng anh nóng cạn anh lao đi ABC kiểu không có đâu. Rồi thay bình xăng là chắc bình nhập nữa. Không biết bình không lẽ bình xăng S này khác S kia ta, thấy bình xăng nào như nấy mà. Nó nó làm cho anh một vấn đề, anh cảm thấy cuộc sống này bây giờ nó rất là nhiều áp lực. Áp lực nó đến từ nhiều phía nữa. Mà nội cái xe không à, anh tốn rất là nhiều giấy mực, anh tốn rất là nhiều công sức, tốn rất là nhiều tâm trí, tốn rất là nhiều thời gian. Thậm chí mấy thằng nhóc của anh nó cũng tốn thời gian, nó quay vlog, quay video, các kiểu mệt thấy bà nội luôn. Chỉ có con mạc thôi đó. Còn cái năm gì nó xui giả man chưa. Đó, từ Covid, Covid nhờ chuyển qua tới xe mạc. Xe mạc rồi này nọ, chạy cơm lành canh cũng ngọt, hư hao từ vấn đề bảo hiểm, vấn đề tai nạn, giam xe, giữ xe, cất xe. Thiệt á, bỏ tiền ra mua xe bây giờ không biết có hối hận không ta. Chứ biết ngày trước mua mạc cóc được rồi, S400 thường thôi, đỡ tức. S400 thường là nhiêu? 3 tỷ mấy, 4 tỷ. Tự nhiên mình mua con S400 này vô, thốn quá trời luôn. Nó nên nó nằm ở trong một câu chuyện gọi là liên hoàn. Một câu chuyện gọi là những cái biến cố nó xảy ra liên hoàn, nó xảy ra dồn dập. Mà nó dồn các bạn, nó dồn vô, nó rất là mệt mỏi. Không lẽ giờ bỏ hãng luôn chứ thiệt á. Nếu tụi em là anh tụi em sao, mẹ xách gara chạy ngoài, hãng bảo hiểm dẹp hết. Đỡ tức, đỡ bức xúc. Quá nhiều khi mình ngồi mình nghĩ không biết nữa. Gọi là cái đam mê, cái tình yêu mình đặt vô mẹt đúng chỗ không ta. Nếu mà tao ở Mỹ thiệt với mày, tao chơi nhiều xe rồi. Ở Việt Nam này tức trào máu luôn. Mình đặt trọn niềm tin vô. Mình mua mẹt cùi, mình mua mẹt cóc, đúng không? Hôm nay mình làm video mình khen mẹt cũng nhiều, mình bán được nhiều xe đó. Mà giờ sao tự nhiên cùi bắp dê cha, cái xe đường đường mẹt 7 tỷ giờ bắt người ta thay một cái bình. Trong khi hư có cái phao. Nó nhiều khi á, ngẫm nghĩ mẹ tình yêu đặt lộn chỗ không trời. Không lẽ giờ mua một con bim đúp ta? Không lẽ hồi hào hào bim đúp không chơi đâu, anh quốc qua luôn, bó chơi. 911. Đừng chọc anh điên, mốt nhà cửa anh xong hết đi, anh có gara đó. Mua luôn, bó chơi 911 với Range Rover. Đúng không? Sài Gòn ngập nước, lội nước đi Range Rover. Đó, còn Sài Gòn mà đẹp đẽ đi bó chơi. Đó, chơi vậy đó, không chơi mạc nữa, quê mạc rồi. Nghĩ sao tự nhiên cái xe 7 tỷ chạy chưa được 20 ngàn mai nữa, ông bá bắt thay Nguyễn Bình xăng. Rồi bà hổng thay gì nữa nè, nhiều cái lắm á. Xe mẹ trắng của anh chứ thay nhiều hơn mẹ xanh nữa. Không biết gì á. Mới có rẻ luôn ta. Giờ tự nhiên cái xe mình quăng tay nó này nọ rồi dễ báo tôi luôn chưa hết. Mà nghĩ sao ngành công nghiệp ô tô Việt Nam này nó chậm phát triển quá trời đúng không em? Yes. Mấy cái hãng như Porsche này rồi Audi này nọ nè, showroom nó ít quá, không có sự lựa chọn. Chứ thiệt á, nhiều khi ra nước ngoài thấy người ta chơi xe rất là nhiều đa dạng, rất là nhiều hãng, rất là nhiều ấy, nó có sự cạnh tranh, đúng không? Thằng mẹt bố láo tao chơi khác, chơi vậy nó mới man. Đó, anh nhiều khi cảm thấy anh tật anh gì, tật anh chung thủy, anh chung tình lắm em. Mấy em thấy anh son sắc vẹn thề với thằng mẹt mấy năm trời luôn á. Cái gì cũng mẹt, người ta nhắc tới Duy Nguyễn là mẹt xì đì, nhắc tới Duy Nguyễn là mẹt trắng không à. Đó, mà giờ tới thời, chắc lựa thời mà đẩy thế, mà lựa thế đẩy xe luôn. Nhưng mà nói không bán xe đâu, đừng hỏi. Mấy em sẽ hỏi anh Duy Nguyễn bán xe nhiêu dẹp. Nhân viên đi không bán, để đó đó. Mua thêm thôi chứ không bán. Tại vì xe là tiêu sản mà mấy em. Mấy em gài vô thế, anh Duy chạy xe. Xe anh Duy 5 tuổi rồi, thôi Duy bán em nửa giá đi. Thôi dẹp mệt lắm, em. Đó, xe là tiêu sản nên quan điểm của Duy không bao giờ bán xe, để đó coi. Không bao giờ bán xe, xe để cổ luôn. Mẹt E250 để luôn 20 năm luôn. Mới mốt cho con cho cháu nhìn thấy mẹt con nội nó đi đó. Mẹt chỉ bố tàng luôn. Chơi vậy đó. Không bán xe, bởi vậy muốn không bán xe thì mình phải làm có nhiều tiền để mình xây dựng một cái nhà bự, một cái villa không kể rồi đúng không? Villa modern đồ đàng hoàng, có hồ bơi đồ đó, 500m2 đồ đó, có giường, có gara. Gara để được 6 chiếc xe thôi. Gara để được 6 chiếc xe thôi. Tao tính rồi, từ đây tới lúc mà kia là chắc 6 chiếc. Đó là mục tiêu nha mấy em, mục tiêu. Chứ còn làm được không làm được á thì anh không biết. Nhưng mà nói rồi, bây giờ anh chán cảnh ở nhà cao lắm rồi. Anh chán cảnh ở nhà cao lắm em. Bây giờ anh phải phấn đấu, anh làm. Anh có kế hoạch để anh ở cửa rộng. Ở cửa rộng không ở nhà cao nữa. Nhà cao bây giờ bốn cái nhà của anh em thấy nhà nào cũng cao nhộng hết. Ồn ào quá. Giữa Sài Gòn này nó mệt mỏi, nó ồn ào, ở như nó chật chội, cảm thấy nó mệt sao á. Nên anh cũng rất là muốn có những cái ngôi nhà. Nên đang kiếm đất. Kiếm đất mà thấy toàn cò vô chào dự án không.
Má cọ vô chào dự án quá trời. Mình á thì mình nói là mình đăng đất biệt thự. Nó vô nó đưa 5 cái nền nhà phố mấy em. Nó vô nó đưa 5 cái nền nhà phố. Mỗi cái nền là 4-20. 4-20 thì nó cộng lại cũng bằng 20-20. Đó. Xong rồi nó đưa anh nó nè, anh ghép ủa được 5 cái nền. 5 cái nền này cộng lại thành cái nền biệt thự anh muốn là 400 rồi đó. Nó thôi, trời đất ơi, tự nhiên mua đất nhà phố, mua đất nhà phố đi xây biệt thự là ngu. Muốn biết ngu sao, bữa sau coi vlog nha. Giờ đang đi tại xe mấy em. Chia sẻ các bạn vậy thôi, chứ không phải là vấn đề rên, không phải là vấn đề than. À là Duy Nguyễn giờ tốn hơn 90 triệu, 100 triệu, 120, 500. Không có. Không có đâu. Nó mệt quá, tiền bạc là phù du thôi mà. Đúng không? Tiền mất đi rồi kiếm lại được, chuyện nhỏ. Quan trọng mình có bản lãnh kiếm tiền hay không thôi. Cái này không có rên mà chỉ bực. Đó, bực ví dụ như mà làm luôn lần hay là sau đó nó nghe nó vẻ nó hợp lý. Ờ sao sao chứ còn tự nhiên giờ nó gài vô mấy cái cây mấy cái game này. Thấy nó nhức nhối và nó bức bối. Mình á thì nói chung là tập Duy làm chuyện lớn không các bạn, mấy chuyện râu ria cám lợn không có giờ ít giờ quan tâm á. Không bao giờ quan tâm mấy cái chuyện râu ria cám lợn, chuyện nhặt chuyện nhỏ mà giờ cứ đụng tới mấy cái này hoài. Thì cũng chả biết sao ngày mai lấy xe về luôn, cọc thải khi biết khi vậy. Các bạn hoặc là qua video này các bạn có được cái sự chỉ dẫn cho Duy sao cho nó hay, cho nó nói chung là có kiến thức giang hồ về cái mảng xe này á. Thí dụ giờ á, giờ tình hợp bạn Duy kiểm tra này hay là khỏi thai này hay là sao đó. Nói chung là rất là muốn lắng nghe cái ý kiến mà thực tiễn của các bạn. Đó, để mình xử lý những cái cây này cho nó phù hợp, cho nó sau này nó có gọi là mình rộng đường chơi xe. Chứ giờ mình chơi xe mà chạy mình hẹp đường quá, ở Việt Nam này nó cảm thấy nó mệt mỏi quá, nó cái vấn đề xe cộ này nó cùi quá. Vậy đi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì. Lái xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài. 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.